Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 6 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11. Sôi nổi chương trình giọt hồng thành phố Hoa 2020. Cần giải pháp căn cơ để giữ rừng hiệu quả. Macca giúp dân vùng cao Quảng Ngãi thoát nghèo. Tuyên phạt 3 đối tượng 19 năm tù về tội lật đổ chính quyền nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11. Ông Bùi Thắng, trưởng ban tuyên giáo, bà Nguyễn Thị Mị, phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, hội văn học nghệ thuật và hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 với chủ đề tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục phát triển nhanh toàn diện bền vững. Báo cáo đã đánh giá về những thành tựu, kết quả, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm của việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện của các cơ quan liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, hội văn học nghệ thuật và hội nhà báo tỉnh, thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị trên đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp thêm một số nội dung liên quan. Về chủ đề cần có địa danh là tỉnh Lâm Đồng trong nội dung phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Đề nghị xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu còn cao như GDP bình quân thu nhập đến năm 2025 khoảng 120-125 triệu đồng là chỉ tiêu khá cao. Cần phải tính đến ảnh hưởng của tình hình chính trị, kinh tế của trong và ngoài nước, tác động đến khả năng phát triển của địa phương. Cần có tỷ lệ giảm nghèo đa chiều. Việc đầu tư các công trình trọng điểm cần có chọn lọc các công trình bất thiết, phù hợp cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với đô thị văn minh, bổ sung số liệu, đẩy mạnh đầu tư về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường quản lý báo chí gắn với bảo vệ người làm báo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đóng góp một số ý kiến liên quan đến bố cục, từ ngữ, xây dựng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, xây dựng hai thành phố thông minh là Đà Lạt và Bảo Lộc. Những ý kiến góp ý của các đại biểu, của các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ và các nhà báo sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp trên thường trực Tỉnh ủy và Ban soạn thảo văn kiện để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, góp phần hoàn chỉnh văn kiện Đại hội tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11. Sáng nay ngày 6 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc thi đấu môn chạy vũ trang Việt Giả và vòng chung kết bóng đá nam 7 người thuộc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ 8. Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban tổ chức Hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ 8, đại diện các cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã đến dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban tổ chức Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc khẳng định, đây là sự kiện thể thao lớn được tổ chức 5 năm một lần của lực lượng Công an Nhân dân, diễn ra từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 với 13 môn thi đấu. Kết thúc giai đoạn 1, đã tổ chức được 4 môn thi đấu, hoàn thành thi đấu vòng loại 2 môn là bóng đá nam 7 người và bóng chuyền nam phong trào, được tổ chức ở 4 khu vực theo điều lệ giải. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân rèn luyện thể lực, tập trung luyện tập các môn thi đấu, tham gia một cách hiệu quả nhất, đem lại hiệu quả thiết thực về công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Yêu cầu đặt ra cái đội khỏe hết sức là quan trọng để rèn
một lực lượng của chúng ta chính quy thông qua các cái môn thể thao. Và một yêu cầu đặt ra là trong cái bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay, thì ngoài các yêu cầu về bản lĩnh chính trị, hai là giỏi về nghiệp vụ, vững về pháp luật, nhưng một cái yêu cầu đặt ra về ngoại ngữ, về các yêu cầu khác, nhưng phải có sức khỏe. Và có sức khỏe thì chúng ta mới có thể là chủ động để mà công tác phòng chống cái tội phạm trong cái tình hiện nay. Tham dự các nội dung thi đấu tại Lâm Đồng có gần 600 cán bộ chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên của 88 đoàn thuộc các cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương trong cả nước. Tại Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 8, bên cạnh việc chuẩn bị chú đáo mọi điều kiện để tổ chức các môn thi đấu theo đúng nội dung chương trình, đảm bảo khách quan trung thực, ban tổ chức và các đoàn vận động viên Công an nhân dân của cả nước được giao lưu thi đấu và trao đổi kinh nghiệm để hiểu nhau, yêu nghề và nâng cao sức khỏe, đảm bảo hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ. Để vào đây được cũng là một sự tự hào, vinh dự, nó là cũng là màu cờ sắc áo cho đơn vị của em. Mình sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để mà đạt được cái thành tích tốt nhất mang về cho đơn vị. Mọi thứ chuẩn bị, khâu chuẩn bị đều nói chung cơ bản là ổn định, cho nên là vào giải chúng tôi rất là tự tin, thì hy vọng sắp tới sẽ có thành tích thật là tốt về cho công an tỉnh. Đến với hội thao lần này thì qua Lâm Đồng chúng tôi đã bám sát các kế hoạch của bộ, tham mưu cho ủy ban tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với lực lượng công an Lâm Đồng để tổ chức các giải. Thì trên cơ sở đó thì công an tỉnh Lâm Đồng đã chia các cái kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, các cái đơn vị, các phòng trực thuộc để đảm bảo tốt công tác tổ chức. Ngoài ra thì công an tỉnh Lâm Đồng cũng thành lập đội tuyển chạy vũ trang vượt dã bóng đá nam 7 người và đã tổ chức tiến hành tập luyện để tham gia giải để phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần này nhằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là những hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân phát triển toàn diện về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giải sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 12 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt. Tối hôm qua, ngày 5 tháng 7, tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ, ngày hội giọt hồng thành phố Hoa lần thứ 8 năm 2020 và đêm gala sắc đỏ cồng chiêng. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cùng đại diện Ban xây dựng Đảng, các sở ngành và trên 100 tình nguyện viên đã tham dự. Hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu tình nguyện do Viện Huyết học Trung ương tổ chức từ năm 2013. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân cả nước về hiến máu tình nguyện, về lợi ích và ý nghĩa nhân văn của việc đóng góp hiến máu tình nguyện cho công tác khám chữa bệnh, về căn bệnh tăng máu bẩm sinh. Tỉnh Lâm Đồng là một trong năm tỉnh của cả nước 7 năm qua liên tục gắn bó với chương trình Hành trình đỏ. Thông qua chương trình đã góp phần mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt Hành trình đỏ đã lan tỏa xuống đến các huyện vùng sâu vùng xa bằng những ngày hội Hành trình đỏ mini. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tới tất cả các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia hiến máu tình nguyện để tăng tỷ lệ người tham gia hiến máu góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Củng cố và duy trì thường xuyên phong trào hiến máu tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền vận động và tiếp nhận máu, đặc biệt những dịp cần một lượng máu lớn trong các ngày lễ, Tết, hè. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và câu lạc bộ người của nhóm máu hiếm để phòng thi cần thiết, kịp thời tôn vinh khen thưởng cho những tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, nhằm khẳng định hiến máu là một hành động cao đẹp đã đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự sống cho hàng ngàn người bệnh. Sau 7 năm triển khai từ năm 2013 đến năm 2019, đã có 50 tỉnh thành phố tham gia tổ chức hành trình đỏ với tổng lượng tiếp nhận gần 500.000 đơn vị máu, đóng góp lượng máu quý giá cho kho dự trữ máu quốc gia. Hành trình đỏ 2020 sẽ đi qua 42 địa phương, trong đó có 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 8 kỳ hành trình là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng. Chúng tôi chỉ hy vọng là tiếp nhận một cái lượng lớn
khoảng độ 30.000 đơn vị máu trên toàn quốc. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là trong toàn quốc, trong một năm, chúng ta cần khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu đơn vị máu. Và do vậy thì chúng tôi mong muốn rằng sau cái hành trình đỏ qua đi, nhưng cái dư âm của cái hành trình đỏ vẫn còn ở lại, và hãy đến với lại các cái điểm hiến máu, hãy đến với lại các hoạt động hiến máu, hãy duy trì các cái tinh thần tình nguyện. Đối với tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện và căn bệnh tan máu bẩm sinh, giúp các cơ sở truyền máu tập dượt thành công vì tiếp nhận máu số lượng lớn, đào tạo phát triển được hàng ngàn tình nguyện viên vận động hiến máu tại các địa phương. Trong đó, việc thành lập và phát triển câu lạc bộ hành trình đỏ kết nối yêu thương tỉnh Lâm Đồng trong những năm trở lại đây đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tại tỉnh. Đợt mà hiến máu trong tỉnh thì chỉ tiếp nhận là 250 ml, riêng những cái đợt hành trình đỏ như thế này thì tiếp nhận là 350 ml. Thì cái việc tiếp nhận 350 ml thì ngành y tế người ta sẽ chế xuất được nhiều cái công dụng hơn. Chúng tôi đã có một cái lực lượng tình nguyện viên luôn luôn sẵn sàng để mà hỗ trợ cho bệnh viện khi cần máu, đó là cái lực lượng hiến máu dự bị. Ngoài ra thì cuối năm 2019, chúng tôi đã thành lập được một cái câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm. Tại buổi lễ, Ban tổ chức Hành trình đỏ Lâm Đồng đã trao tặng quà cho 17 tình nguyện viên Hành trình đỏ xuyên Việt qua các năm. Chương trình lễ khai mạc được tiếp nối với gala sắc đỏ cồng chiêng, giao lưu thắt chặt tình cảm giữa các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên. Thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, hiến máu tình nguyện là một trong những nghi cử cao đẹp giữa người với người, của cá nhân với cộng đồng. Với ý nghĩa đó, Hành trình đỏ ra đời, mục đích kết nối những tấm lòng nhân ái, theo chủ đề xuyên suốt, kết nối dòng máu Việt, bằng sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương đến cho người bệnh. Sau lễ khai mạc sáng nay ngày 6 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, hơn 700 lượt người dân trên địa bàn thành phố đã đến tham gia chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ Giọt hồng thành phố Hoa lần thứ 8 năm 2020, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ở tuổi đời gần 50, nhưng ông Võ Đăng Thái Bình, một cán bộ Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã có 39 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Hôm nay ông không chỉ có mặt từ rất sớm để cùng điều hành chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng thành phố Hoa năm 2020, mà cũng là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu lần này. Vai trò là cán bộ của Hội chữ thập đỏ thì việc mình phải làm gương đi đầu để từ đó mình mới vận động được nhiều tình nguyện viên để hiến máu cứu người. Và dù chỉ mới gần 7 giờ sáng, đã có hàng dài người xếp hàng đăng ký đợi tham gia hiến máu tình nguyện tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Chương trình không chỉ thu hút các cán bộ, công nhân viên chức, mà còn nhận được sự ngấn nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Đây là lần thứ 13 chị đi hiến máu. Thì sau mỗi lần mình hiến thì mình cảm thấy là mình rất là vui vì đã giúp được cho người bệnh. Mình cũng muốn là góp một chút sức lực của mình cho cộng đồng. Và ngoài ra thì cũng tham gia hiến máu vừa tốt cho mình và cũng tốt cho những người mà nhận được máu và sẽ giúp ích được cho một số người đang trong tình trạng nguy hiểm hoặc là họ cần máu. Và mọi người thì cũng hãy chung tay cùng tham gia hiến máu tình nguyện giống như em. Được biết đây là năm thứ 8 liên tục tỉnh Lâm Đồng tham gia và tổ chức hành trình đỏ do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động, với số lượng tình nguyện viên và người tham gia hiến máu đông đảo. Tuy nhiên, do lượng máu dự trữ của tỉnh và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đang đủ, nên số lượng tiếp nhận trên đợt này chỉ khoảng 600 đơn vị máu, bằng 1/3 so với năm trước. Trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ Lâm Đồng sẽ sẵn sàng vận động và tổ chức các đợt hiến máu thường xuyên để cung cấp lượng máu cần thiết. Tôi thấy rằng là cái không khí vận động, tuyên truyền, đặc biệt là công tác tham gia hiến máu nhân đạo của tỉnh Lâm Đồng nói chung và của thành phố Đà Lạt chúng ta rất là tốt. Mọi người tham gia một cách là nô nức, nhiệt tình. Và đặc biệt là chúng ta thấy dòng người từ sáng đến giờ đến đây rất là vui vẻ, nhiệt tình. Và đặc biệt là với một cái tấm lòng rất là tốt để ủng hộ cho những cái bệnh nhân thiếu máu. Qua 8 năm triển khai chương trình Hành trình đỏ của tỉnh Lâm Đồng, đây không chỉ dừng lại là một hoạt động hiến máu tình nguyện, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, của những trái tim ấm áp yêu thương, biết chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 30 ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản, gắn với đánh giá 3 năm thực hiện chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhưng hội nghị này, nhóm phóng viên thời sự có phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiểu khu 121 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương quản lý. Hơn 17 cây thông ba lá trên 30 năm tuổi, vàng lá và chết dần. Nguyên nhân bị lâm tặc khoan lỗ, đổ hóa chất làm cho cây mất khả năng sống. Còn đây, trong tháng 5 năm 2020, tại tiểu khu 112B, thị trấn Lạc Dương, lâm phần do Vườn Quốc gia Bi Đúp Núi Bà quản lý cũng có 129 cây thông ba lá, nhóm 4 bị đốn hạ, với khối lượng thiệt hại hơn 45 mét khối. Xác định của cơ quan chức năng, rừng thông bị cắt hạ, ken gốc xảy ra từ năm 2016 đến nay. Vụ việc đang đặt ra công tác quản lý rừng ở Lạc Dương. Thời gian vừa qua, trên địa bàn cũng có xảy ra một số vụ việc mà các cơ quan ngôn luận, báo chí đã đưa tin. Giải pháp cụ thể đầu tiên là phải có người làm nhiệm vụ trực tiếp tại những diện tích rừng được giao, và cụ thể đây là cán bộ tiểu khu, kiểm lâm địa bàn, chính quyền cấp xã luôn luôn thực hiện đúng các chỉ đạo, đó là phải xác định được khu vực thường xảy ra cái vi phạm luật lâm nghiệp. Không chỉ để mất rừng do thủ đoạn triệt hạ thông của lâm tặc, ngay cả những diện tích rừng có chủ được bảo vệ chặt chẽ cũng bị xâm hại. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng, nhiều vụ phá rừng gây bức xúc trong dư luận. Điển hình như vụ hàng ngàn cây thông ở tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà bị hạ độc chết hàng loạt vào tháng 4 năm 2019. Vụ phá rừng bằng hình thức ken cây, đổ hóa chất, hủy hoại hàng trăm cây thông để chiếm đất tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm vào tháng 8 năm 2019. Vụ cưa hạ hàng trăm cây thông tại tiểu khu 216, xã Phi Liên, huyện Lâm Sông vào tháng 2 năm 2020. Ban đã bố trí cho một đội chuyên trách bảo vệ rừng, đó là đội chuyên trách bảo vệ rừng số 1, thực hiện cái công tác phối hợp với các ngành để mà tuần tra quản lý, tổ chức rà soát lại cái hiện trạng tài nguyên rừng và đất rừng. Xác định công tác cán bộ là yếu tố then chốt cho thành công của công tác quản lý bảo vệ rừng, thì trong năm vừa qua huyện đã chỉ đạo luân chuyển một số cán bộ ở các khu vực, thì công tác quản lý bảo vệ rừng đang được tốt hơn, thể hiện các cái vụ vi phạm lớn lần đợt giảm xuống. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã phát hiện 326 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 47% vụ đã xác định được đối tượng, tăng 38 vụ so với cùng kỳ. Mặc dù diện tích và lâm sản thiệt hại đều giảm, thế nhưng việc gia tăng số vụ và xảy ra trên địa bàn nóng về phá rừng rất đáng lo ngại. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp. Câu hỏi giải pháp nào để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, giải quyết căn cơ tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp ở Lâm Đồng là vấn đề dư luận đang quan tâm. Một số cái trường hợp mà xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua cũng có liên quan tới cán bộ quản lý ở địa bàn, thì mà đơn vị sẽ tiếp tục giáo dục, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nắm bắt cái tâm tư tình cảm, bố trí việc làm cho từng địa bàn cho phù hợp, nên đưa về những cái địa bàn coi như là phức tạp. Trước tình trạng phá rừng ngày càng diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khôi phục rừng trên diện tích bị lấn chiếm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Đồng thời, ngày 19 tháng 5 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng ra văn bản số 4523 về tổ chức đợt cao điểm ra quân kiểm tra, truy quét tại khu vực trọng điểm có nguy cơ phá rừng để lấy gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Ngoài trách nhiệm của các cấp ngành liên quan, trong đó kiểm lâm là lực lượng giám sát, đơn vị thực thi pháp luật về lâm nghiệp cần vào cuộc quyết liệt, đặc biệt là xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên và cả người đứng đầu các hạt kiểm lâm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Không ngừng củng cố cái hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm lâm ngang tầm với nhiệm vụ và tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ của lực lượng kiểm lâm để kịp thời chấn chỉnh và xử lý kiên quyết những cán bộ kiểm lâm thiếu trách nhiệm hoặc là có dấu hiệu bao che để rừng bị phá và kéo dài không có kịp thời và không có biện pháp
tham mưu ngăn chặn kịp thời. Đấy. Và tiếp theo đó là gì? Là phối hợp với các ngành chức năng để mà phát hiện và báo cáo các cơ quan thẩm quyền để xử lý những cán bộ chuyên trách thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí thư và chỉ thị 30 của tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, có nhiều chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc chiến bảo vệ rừng ở Lâm Đồng vẫn đứng trước nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi các cơ quan, đơn vị liên quan từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục vào cuộc mổ xẻ những nguyên nhân làm mất rừng, từ đó đề ra giải pháp đồng bộ để quản lý bảo vệ rừng hiệu quả. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức hội thảo công bố gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và tham vấn dự thảo kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của ILO. Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2020, Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế gồm 3 nội dung cơ bản: bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử bởi người sử dụng lao động, bảo vệ công đoàn không bị can thiệp bởi người sử dụng lao động và những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện. Việt Nam trở thành quốc gia thành viên thứ 167 trên 187 tham gia công ước này. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng với việc Công ước 98 có hiệu lực sẽ góp phần hoàn thiện pháp luật lao động theo tiêu chuẩn chung của quốc tế, thúc đẩy các đối tác ba bên trong quan hệ lao động đổi mới theo hướng hoạt động thực chất hơn. Bên cạnh đó, hỗ trợ thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu vào thương mại quốc tế, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, minh bạch và lành mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Sau 5 năm trồng thử nghiệm, cây macca đã bén duyên với vùng đất Sơn Tây, Quảng Ngãi. Khi sinh trưởng phát triển tốt, cho quả sai với tỷ lệ đậu quả lên tới 80%. Đây là tín hiệu vui mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân địa phương. Cây macca được ngành nông nghiệp huyện Sơn Tây chọn trồng thử nghiệm trên diện tích 6 hectare ở các xã Sơn Liên, Sơn Mùa và Sơn Long. Phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng nên chỉ sau một thời gian ngắn, các cây bắt đầu cho quả với năng suất, chất lượng vượt trội, đáp ứng sự kỳ vọng của chính quyền và người dân. Sau khi mà cây macca đã ra hoa đó, chúng tôi đánh giá là tỷ lệ ra hoa của cây macca là 90%. Và đến thời điểm này thì tỷ lệ đậu quả thì khoảng 80-85%. Từ tín hiệu vui đó, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng loại cây này. Điển hình như hộ ông Nguyễn Lên, thôn Tăng Tông, xã Sơ Liên, trồng hơn 6,5 hectare macca nhờ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng và Hiệp hội Macca Việt Nam. Sau 2 năm trồng và chăm sóc hoàn toàn tự nhiên, không dùng đến phân bón, thuốc trừ sâu, cây macca cho kết quả khả quan khi ít bị sâu bệnh gây hại, sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn cho vụ mùa bội thu. Qua thấy tỉnh bạn họ làm, họ có thu rồi, trồng có thu đó, mình thấy nó có hiệu quả. Họ cũng có bao tiêu rồi ra, họ nói là cái tớ này ra là bên cái hiệp hội nó mua. Được sự quan tâm và hỗ trợ hết sức của Hiệp hội macca và các cái tổ chức liên quan đến cái loại cây trồng này thì người ta cũng vẫn hỗ trợ và chăm sóc về mặt kỹ thuật, hỗ trợ về vật tư kỹ thuật trong cái điều kiện có thể, hỗ trợ trong vấn đề về cho liên kết với ngân hàng để cho va vốn, thì tin chắc rằng là những cái điều kiện đó nó sẽ góp phần cái sự thành công cao nhất. Từ một cây trồng hoàn toàn xa lạ, cây macca dần khẳng định được chỗ đứng tại địa phương. Đặc biệt khi được bao tiêu đầu ra, người trồng sẽ yên tâm hơn khi lựa chọn nó. Đời sống của họ sẽ được cải thiện đáng kể bởi giá trị kinh tế cao mà cây macca đem lại. Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc, thiên đường du lịch biển đảo của Việt Nam với đẳng cấp quốc tế. Thế nhưng, vấn nạn rác thải gây ô nhiễm môi trường đang có nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của hòn đảo du lịch này. Giữ môi trường xanh sạch đẹp cho đảo ngọc là vấn đề cấp bách đang được đặt ra. Rác bên đường, rác trong chợ, rác trên bờ, rác dưới biển. Phú Quốc, đảo ngọc của Việt Nam, được bình chọn điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu thế giới, thu hút cả giới nhà giàu, tiểu phú quốc tế. Hiện cũng không thoát khỏi tình trạng ngập rác, vốn đang là vấn nạn của du lịch biển đảo Việt Nam. Kể cả từ những mẫu rác nhỏ nhất hay gì đó thì mình vẫn nên để đúng chỗ, chứ không phải là cứ xả đi đâu cũng được, thì nó sẽ mất đi cái mỹ quan của môi trường và mất đi cái vẻ đẹp vốn có ở đó. Phú Quốc hiện có trên 100.000 người, nhưng năm 2019 đã đón trên 4,3 triệu lượt khách du lịch. Rác thải theo đó gia tăng.
từ rác sinh hoạt tới nguồn phát sinh từ hoạt động du lịch và sản xuất kinh doanh xây dựng. Mỗi ngày toàn đảo thải ra trung bình 150 tấn rác, trong khi năng lực thu gom, xử lý rác của huyện chỉ đạt hơn phần nửa. Nhiều dự án giảm thiểu rác đã được triển khai nhưng mới chỉ giải quyết được một phần nhỏ của bài toán rác nơi đây. Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc là để đề ra cái cam kết là đến năm 2021 là sẽ giảm được 30% cái lượng rác nhựa ở những cái khu vực thí điểm, và đến năm 2030 thì sẽ là cam kết là không có cái ô nhiễm môi trường, không có cái ô nhiễm rác nhựa ở huyện đảo Phú Quốc. Hiện Phú Quốc cũng đã có trên 1.600 doanh nghiệp đang hoạt động. Việc phát triển du lịch chất lượng cao của đảo đòi hỏi phải đầu tư mạnh cho công tác xử lý rác thải môi trường. Thế nhưng nguồn lực đầu tư đang vượt quá tầm của huyện. Thực tế Phú Quốc đã có nhà máy xử lý rác vốn đầu tư khoảng 230 tỷ đồng, hoạt động từ tháng 10 năm 2017, nhưng không đạt hiệu quả và chỉ đạt chưa tới 1/4 công suất thiết kế là 200 tấn rác mỗi ngày. Những nơi nào mà có sự phát triển nhanh, những nơi nào mà có nhiều nhà đầu tư thì nơi đó lại càng phức tạp hơn. Và chúng tôi đặc biệt quan tâm ưu tiên cái nguồn vốn, kể cả nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB để mà đầu tư cho cái hệ thống nước thải, xử lý nước thải, rồi thu gom vận chuyển xử lý rác thải. Việc bảo vệ môi trường có tầm quan trọng sống còn đối với du lịch Phú Quốc, trong đó việc giải cứu Phú Quốc có tình trạng ngập rác, từ đầu tư cho công tác công trình xử lý rác tới việc người dân và khách du lịch chung tay không xả rác sẽ là các giải pháp tổng hòa để đảm bảo môi trường cho sự phát triển bền vững của đảo ngọc. Ngày 6 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Đặng Toàn Trung, sinh năm 1952, trú tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Trương Thị Ánh Hoa, sinh năm 1963, trú tại phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đặng Quang Khánh, sinh năm 1962, trú tại phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, về tội tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của Đảng và Nhà nước, nói xấu lãnh tụ. Theo cáo trạng, bị cáo Đặng Toàn Trung từng tham gia phục vụ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, bị cáo này luôn hình thành suy nghĩ, tư tưởng muốn xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chính thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi lên mạng xem các bài viết, livestream phản động trên Facebook, clip trên YouTube có nội dung truyền bá về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, với các tôn chỉ mục đích là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, duy thật, lật cận, vân vân. Đối tượng Trung đã làm các thủ tục đăng ký tham gia và trở thành thành viên của tổ chức này. Sau đó tiếp tục tuyên truyền các thông tin xuyên tạc bịa đặt như Liên Hiệp Quốc muốn thông qua chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, thực hiện 18 dự án để về Việt Nam tái thiết đất nước, hỗ trợ xây nhà cho những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn cho nhiều người khác nhau trong xã hội. Do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin chính thống, nên Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh đã nghe theo những luận điệu xuyên tạc lừa phỉnh của tổ chức này, nên đã đăng ký tham gia và trở thành thành viên của tổ chức này với bí số riêng. Sau khi tham gia, cả ba đối tượng này đã tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của Đảng và Nhà nước, nói xấu lãnh tụ, ca ngợi Đào Minh Quân là Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, lôi kéo những người khác tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thành khẩn khai báo và nhận tội, bày tỏ thái độ ân hận về những việc làm sai trái của mình. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Toàn Trung mức án 7 năm tù kể từ ngày bị bắt giam ngày 6 tháng 8 năm 2019. Các bị cáo Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù kể từ ngày bị bắt giam vào tháng 8 năm 2019. Sau khi chấp hành án, cả ba bị cáo tiếp tục được giao cho chính quyền địa phương quản chế trong thời gian 3 năm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.